Chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách kết nối loa kéo với lại TV để làm sao để hát karaoke được mượt mà nhá. Cái TV mà mình sử dụng là TV LG nhá. Để mà kết nối được loa với lại TV thì đầu tiên mình phải vào phần cài đặt của TV để chọn chế độ kết nối âm thanh cho TV. Đây là cái điều khiển TV này, thì ở trên cái bảng điều khiển này nó sẽ có một cái bánh răng, tức là cái phần cài đặt, thì các bạn nhấn vào phần cài đặt này nhá. Đó, cho nó hiện lên một cái bảng như thế này. Sau đó để làm to cái bảng ra thì các bạn sẽ sử dụng cái nút mà lên xuống như thế này. Đó, nút sang lên xuống sang phải sang trái, nút OK. Đó, cho nút xuống, đó, xuống. Bao giờ nó xuống cái phần dấu ba chấm lên này này thì các bạn chọn nhấn OK cái phần dấu ba chấm này. Đó, bây giờ nó sẽ lót và nó sẽ hiện to cái màn hình ra. Đó, để các bạn dễ dàng điều khiển hơn. Rồi bây giờ khi mà đã có màn hình này thì các bạn nhấn xuống dưới nha, nhấn xuống dưới. Đó, cho nó vào cái phần là phần âm thanh. Đây, nó vào phần âm thanh. Các bạn nhấn OK âm thanh. Đây, nhìn cái, các bạn nhìn cái màu này. Khi mình nhấn OK xong á thì nó sẽ chuyển thành này. Xong các bạn nhấn sang bên phải đi cho nó sang bên này. Rồi, sang phải. Đó, nó sang bên này. Thì bây giờ xuống mình chọn cái phần là đầu ra âm thanh. Đó, mình nhấn OK. Thì trong phần đầu ra âm thanh này nó sẽ có rất nhiều cách để ra âm thanh, ví dụ như là kết nối bằng Bluetooth. Cái TV LG này mình dùng là nó không có cái tính năng kết nối Bluetooth, cho nên là mình chỉ làm minh họa thôi. Thì giả sử như đây là Bluetooth chẳng hạn, thì giả sử như phần này là Bluetooth thì khi các bạn chọn Bluetooth vào thì các bạn sẽ nó sẽ ra cái bảng và các bạn dò tìm thiết bị, chọn dò tìm thiết bị thì nó sẽ tìm ra cái thiết bị chính là loa NanoMax để các bạn kết nối vào là được. Nhưng mà trước khi để dò ra cái thiết bị NanoMax thì các bạn phải bật tính năng Bluetooth ở trên loa, thì các bạn vào phần loa đây, các bạn bật loa lên. Bật loa lên thì loa sẽ mặc định để chế độ live hoặc là chế độ Bluetooth. Nếu mà ở chế độ live thì các bạn bật Bluetooth lên. Sau khi bật Bluetooth lên thì mình dùng TV để mình kết nối vào cái loa này. Tuy nhiên thì trong nhiều trường hợp là cái loa này nó đã kết nối với lại cái điện thoại của ai đó, của bạn từ trước đó rồi, thì bạn ấy thực hiện ngắt kết nối cái điện thoại với cái loa này. Thì các bạn nhìn thấy cái biểu tượng Bluetooth nhỏ nhỏ xíu này, khi mà nó đang nhấp nháy thì nghĩa là loa không kết nối với thiết bị nào cả. Nhưng mà nếu mà nó không nhấp nháy nghĩa là nó đang kết nối với một thiết bị nào khác, thì các bạn phải tìm xem cái thiết bị mà đang kết nối là thiết bị nào để ngắt kết nối đi thì mới dùng được. Cách kết nối thứ hai là kết nối qua thông qua dây. Thông qua dây thì nó chính là loa trong của TV. Nhiều chỗ là nó sẽ ghi là chế độ live hay là chế độ kết nối dây, hoặc là nó để là chế độ kết nối HD DMI, nói chung là RAC, rất nhiều các cách kết nối. Thì các bạn để ý là có cái kết nối bằng dây thì các bạn chọn kết nối bằng dây. Sau khi chọn được kết nối bằng dây rồi thì các bạn phải có dây để nối giữa loa với TV nhé. Thì các bạn phải chọn cho mình là một cái dây cổng hoa sen, đây là dây cổng AV ấy, là nó có cái hình dạng như này. Thì nó sẽ gồm là 4 đầu, mỗi bên là 2 đầu. Bên này là 2 đầu màu trắng ở đó, bên kia cũng 2 đầu trắng ở đó. Thì hai cái đầu này thì bạn sẽ cắm vào loa nhé. Để kết nối bằng dây thì các bạn phải chuyển sang loa sang chế độ là chế độ live nhá, chế độ live hoặc là chế độ out. Còn chế độ Bluetooth này là kết nối không dây. Đó, chuyển sang chế độ live rồi thì các bạn cắm vào. Đây là một cái dây trắng này, các bạn cắm vào cổng trắng. Các bạn nhớ là audio input nha. Còn output là không cắm vào là không có tác dụng nhá. Cắm vào input. Đó. Dây trắng này cắm vào cổng trắng, dây đỏ cắm vào cổng đỏ. Sau khi cắm vào rồi thì đầu còn lại các bạn cắm vào trong TV. Cái dây mà mình mua này thì là mình sẽ có 3 đầu. Một đầu là 2 cổng hoa sen và một đầu là cổng 3.5, thì mình cắm vào phần cổng 3.5. Tuy nhiên thì một số dây, một số TV thì nó có cả cổng hoa sen, thì các bạn cũng mua dây 4 đầu là 2 đầu, mỗi đầu 2 cổng hoa sen thì các bạn cũng cắm vào tương tự, đầu đỏ cắm vào đỏ, đầu trắng cắm vào trắng. Còn nếu mà như mà đầu 3.5 thì các bạn cắm vào cổng, nếu mà nó có hỗ trợ 3.5 thì các bạn cắm vào cổng 3.5. Mua dây mà có đầu hoa sen và đầu 3.5 các bạn cắm vào cổng 3.5. Đó, sau khi cắm vào thì mở TV lên là nó truyền âm thanh đến loa bình thường. Cái cách kết nối thứ ba là kết nối thông qua cổng quang học, kết nối quang học, tín hiệu quang học. Thì đối với những cái TV mà nó hỗ trợ cổng quang học thì các bạn có thể sử dụng cái công thức này. Thì đây nó có phần chọn là quang học này thì các bạn có thể chọn quang học, chọn cổng ra là cổng ra là quang học đó. Sau khi chọn cái này rồi thì các bạn cần phải mua một cái dây là dây quang học. Cái loa của này của mình không có cổng quang học nhưng mà cái TV có kết nối quang học, thì các bạn phải mua một cái đầu chuyển đổi cổng quang học.
cắm vào cái loa này để nó ra, nó phải tạo thành cái đầu chuyển đổi để có thể kết nối con học TV với loa được. Đây các bạn xem, ở trên TV đây có một cái cổng là cổng optical, là cổng quang học. Thì các bạn chỉ cần mua một cái dây á, có hai đầu quang học, mua cái dây cũng có hai cái đầu quang học, cái đầu bắt giác như thế này. Thì ở trên mạng có ấy, thì các bạn chỉ mua phải cắm một đầu này vào TV và cắm một đầu còn lại vào loa là các bạn sẽ kết nối được bình thường. Trong trường hợp mà loa không có cái cổng này, trên loa không có cổng này thì các bạn phải mua một cái đầu chuyển đổi. Như vậy là các bạn cũng kết nối tương tự như kết nối được dây luôn. Thế còn trong cái trường hợp mà các bạn kết nối giữa TV và loa được rồi, tuy nhiên thì cái TV này của các bạn là không có kết nối Internet, thành ra các bạn không thể vào YouTube để mở nhạc được, mà chỉ có điện thoại mới có kết nối Internet thôi, thì các bạn phải làm thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ dùng kết hợp giữa hai phương thức. Thứ nhất là các bạn dùng dây để kết nối giữa loa và TV để truyền tín hiệu từ TV sang loa. Sau đó thì các bạn lên trên YouTube, các bạn mở một bài hát bất kỳ, ví dụ như mở bài hát này. Sau đó các bạn nhấn vào cái nút này cho mình. Cái nút là nút biểu tượng hình vuông này, nhìn này các bạn, nhìn hình vuông này, hình vuông với cái cột sóng ở trên đầu này. Cái nút này là nút trình chiếu từ điện thoại lên TV, các bạn nhấn vào đây. Đó, các bạn chọn cái thiết bị TV, ví dụ thiết bị TV này của nhà mình là tên là LG 49 inch thì các bạn chọn LG 49 inch. Đó, sau khi chờ nó kết nối. Đó, nó đã kết nối xong rồi. Thì bây giờ khi trên điện thoại á, các bạn mở cái gì thì trên TV cũng mở cái đó và nó sẽ truyền tín hiệu âm thanh vào loa. Thì các bạn sẽ hát trực tiếp, các bạn nhìn lên trên TV để hát. Nhìn lên TV để hát thì là nó sẽ rõ ràng hơn. Ví dụ như đối với những người già, người cao tuổi ấy, mà mắt hơi kém, không nhìn được trên màn hình, không rõ ràng ấy, thì có thể nhìn ở trên màn hình TV bằng phương thức này, nó dễ dàng hơn. Tùy từng cái dòng TV mà nó có cái tính năng cài đặt khác nhau thì các bạn phải tìm hiểu một chút, hoặc là mình mày mò một chút. Nếu mà có vấn đề gì thắc mắc cần giải đáp thì cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé.